Đây là mái tóc khô sơn, hư tổn, sử dụng hóa chất thường xuyên của mình sau 3 tháng sử dụng dầu gội nước hoa tẩy độc toàn diện Singha Sariyam này chị em. Còn đây là mái tóc của mình của 3 tháng trước. Thực sự là sau một thời gian sử dụng thì diện mạo của mái tóc mình thay đổi đến nỗi mình cũng rất là kinh ngạc. Tóc suôn mượt, bồng bềnh hơn, chắc khỏe hơn và giảm rụng hơn ngày xưa rất là nhiều luôn. Là mình đang dùng hiện tại là dầu gội nước hoa thải độc toàn diện Singha Sariyam hương sen bách diệp. Là dầu gội nước hoa duy nhất tại Việt Nam được sản xuất theo tiêu chuẩn Anh Quốc. Mùi hương có cấu trúc 3 tầng, chỉ có các loại nước hoa cao cấp trên thị trường và tỏa hương liên tục 72 giờ đến khi gội lại mà trên tóc vẫn còn mùi thơm luôn. Thật sự thì trước giờ Tiên sử dụng rất là nhiều dầu gội đầu rồi, nhưng mà đây là dòng dầu gội mà Tiên cảm thấy tâm đắc nhất. Với chức năng là hỗ trợ thải độc toàn diện cho da đầu, làm sạch sâu, hút hết dầu thừa và hóa chất gây hại cho mái tóc của mình. Sau đó còn phục hồi chuyên sâu và kích thích mọc tóc bằng collagen tươi và từ sụn mũi cá hồi. Ngoài ra còn có cả vitamin E trong tinh dầu argan ép lạnh, biotin và protein nữa. Dầu gội Sariyam đã giúp mình khắc phục triệt để các vấn đề về tóc, và đặc biệt là sau khi gội xong mùi thơm rất là dễ chịu luôn mọi người ơi. Đây là mái tóc của mình trước và sau khi sử dụng dầu gội của hương sen bách diệp Sariyam. Thứ nhất là mỗi khi gội xong mái tóc rất là bồng bềnh mà không cần phải chập phòng chân tóc. Và đặc biệt là những lúc mà Tiên cần đi ra ngoài thế này thì mái tóc bồng bềnh giống như là cái trang sức giúp Tiên cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều. Hôm nay đi sinh nhật chị bạn nên là Tiên quyết định tặng chị một cái cặp dầu gội này luôn. Tiên nghĩ đây là cái món quà rất là thiết thực mà đặc biệt là các chị em phụ nữ đều thích. Đây là một cặp dầu gội cao cấp xứng đáng xuất hiện trong phòng tắm của mọi chị em mình nha. Nên là chị em nào mà chưa trải nghiệm thì nhất định phải trải nghiệm thử cái cặp đôi dầu gội của nhà Sariyam này. Không những vậy mà bên shop còn đang có chương trình ưu đãi mua một dầu gội tặng một dầu xả cực sốc. Nên là chị em mình tranh thủ chốt lấy cơ hội này nha. Bye bye.